cách đơn giản nhất để nâng cao sức khỏe. Đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp bạn tránh được các vấn đề về sức khỏe thường gặp. Lối sống ít vận động, lười tập thể dục và thói quen ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân dẫn đến các bệnh liên quan đến lối sống. Tất cả mọi người, đặc biệt là người trong độ tuổi trung niên, đều dễ dàng gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến lối sống. Đi bộ là cách đơn giản nhất để nâng cao sức khỏe. Nghiên cứu từ các tổ chức y tế hàng đầu trên thế giới kết luận rằng đi bộ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp bạn tránh được các vấn đề về sức khỏe thường gặp. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe nhờ đi bộ thường xuyên. Thứ nhất là cải thiện tâm trạng. Đi bộ giúp thúc đẩy sản sinh endorphin, chất hóa học có trong não, giúp cải thiện tâm trạng. Thứ hai là giảm huyết áp. Nếu bạn bị cao huyết áp thì không có bài tập nào tốt hơn đi bộ. Đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ hạ huyết áp. Thứ ba là ngăn ngừa tiểu đường. Đi bộ giúp tăng cường khả năng sử dụng insulin của cơ thể và giảm lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp ngăn ngừa tiểu đường. Thứ tư là giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đi bộ thường xuyên giúp giảm lượng cholesterol xấu và điều chỉnh huyết áp trong cơ thể. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thứ năm là hỗ trợ giảm cân. Đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp đốt cháy calo, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Nếu bạn muốn giảm cân thì đi bộ là một trong những bài tập tốt nhất. 6. Là tăng cường vitamin D. Đi bộ, đặc biệt là đi bộ ngoài trời, giúp tăng cường nồng độ vitamin D trong cơ thể, giữ cho xương khớp luôn chắc khỏe. Thứ 7. Là ngăn ngừa huyết khối. Khi lưu thông máu bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp tăng cường lưu thông máu và ngăn ngừa huyết khối. Vì lợi ích của việc đi bộ, các bạn nhớ nhé, mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để đi bộ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính mời quý vị đón xem các video tiếp theo.